Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với Nhật ký du học Nhật Bản. Mình là Đức Mai. Và trong ngày hôm nay mình sẽ nói cho các bạn biết về update tình hình dịch Covid ở tại Nhật Bản như thế nào. Yeah. Bây giờ thì mình đang ở ga Nakano. Lát nữa sẽ chuẩn bị đi lên trên tàu để tới Shibuya. Hôm nay mình sẽ quay phim ở Shibuya. Shibuya mới vui chứ ở chỗ ga quê Nakano này thì cũng chẳng có gì hay ho cả. Bây giờ thì mình cũng đã tới được ở Shibuya rồi. Đấy, chỗ này công nhận là vẫn rất đông như mọi khi thôi, đông vãi chưởng luôn. Đó, thì lúc nãy mình đi trên tàu ấy thì thấy ra tầm này mấy ngày hôm nay thì Golden Week nên là mọi người đi ra khỏi ngoại ô nhiều ấy, đi chơi ngoại ô nhiều nên là ra trên tàu cũng ít, cũng không có nhiều lắm chứ bình thường ấy. Bình thường giờ cao điểm mà đi làm ý các thứ ấy, đông lắm. Nói chung là đi tàu tầm này thì cũng hơi bị nguy hiểm. Mà lúc nãy thì mình cũng xuống dưới ga thấy cái rồi ơi. Mặc dù là đang là tình trạng khẩn cấp luôn nhá. Hôm nay là ngày mùng 2 Tây tháng 5. Nhưng mà nói chung là ở Shibuya tầm này thì đông dã man luôn. Không phải ở Shibuya đâu mà chỗ Shinjuku thì cũng đông. Già chỗ Nakano của mình thì cũng vẫn là đông vãi chưởng ra. Mọi thứ thì nó cũng vẫn như kiểu là bình thường ấy. Mặc dù là lệnh khẩn cấp thật đấy nhưng mà Nhật này khẩn cấp lần này lần thứ 3 rồi, nói chung là cũng quen rồi nên là anh em cũng không kiểu e chừng cho lắm. Chứ lần trước ấy, mình lần lệnh khẩn cấp lần thứ nhất ấy, ra đường vắng tênh chẳng có ai gì cả. Bây giờ thì bá cháy. Nói chung là hàng quán ở Shibuya này là cũng rất là nhiều luôn. Mà đại loại thì đến buổi tối thường là 8-9 giờ thì nó mới đóng cửa ấy. Lệnh đến 8-9 giờ mới đóng cửa. Chứ còn buổi sáng, buổi trưa này thì vẫn thoải mái. Nên là anh em đi ra đường để chơi, mua sắm, shopping cũng rất là nhiều. Thật ra mình ngày hôm nay mình lên Shibuya thì mình cũng để đi shopping luôn thể luôn đấy. Tiện đi shopping luôn nên là ok, bây giờ mình sẽ vào trong cửa hàng bếp này. Ở mình tiện lên trên đây mà chẳng lẽ lại không vào mua cái gì chết dở. Ok, thì mà mình sẽ vào trong ấy thôi. Bảo ra đây lại tiếp chuyện với các bạn tiếp. Ok, như vậy là mình vừa mới lại vào trong cửa hàng bếp đây mua đồ xong rồi. Yeah. Chỗ này trong một cái túi, không biết là cái ông ấy không biết là mình mặc cái áo này không, ông cho mình cái túi giống cái áo mình thế. Đó, chứ vào trong cửa hàng bếp thấy nhân viên vẫn rất là friendly luôn. Mặc dù lâu lắm mà mình không có vào trong cửa hàng bếp đấy. Mà anh vào trong cửa hàng bếp friendly lắm, chẳng hiểu sao. Chắc là cũng tại vắng ấy. Đó, hồi trước đến cũng còn biết cả tên mình cơ. Nhưng mà bây giờ thôi, Đức mặc xong khoảng một hồi thời gian rất là dài, lâu lắm rồi mình không có vào trong bếp ấy, cho nên là kiểu quên tên rồi, quên tên mình rồi.
Thì đó, nếu mà các bạn nào mà muốn biết mình vào trong cửa hàng bếp ấy và mình mua cái gì ấy, đây, nó cho bây giờ nó vào trong, nó có cái loại túi mới á, trông nhìn rất là đẹp luôn á. Đó, thì nếu bạn nào mà muốn biết mình vào trong bếp mình mua gì hay mình làm gì trong cửa bếp đấy thì comment ở phần phía dưới, để mình thích thì mình sẽ kiểu nhiều người quan tâm thì mình sẽ làm cái clip đấy. Và nếu mà mọi người không quan tâm mình mua sắm bếp gì thì ok, mình sẽ được bớt bớt lại xíu nha. Yeah. Một ít kinh nghiệm cho anh em nào mà thích đi mua sắm tầm này ở Shibuya hay Tokyo ấy, thì mọi người nhớ là kiểm tra xem mà cái cửa hàng, cái giờ làm việc của cái cửa hàng đấy như thế nào nhá. Không thì nếu mà tự dưng mà mình mà đến mà mình đến muộn ấy, cỡ bản tầm chẳng may đến sau 6 giờ ấy mà cửa hàng nó đóng cửa, hay là sau 7 giờ cửa hàng đóng cửa ấy, nó cứ xíu sao ấy thôi. Không biết là nó sẽ đóng cửa mấy giờ ấy, mọi người phải kiểm tra xem nó mở cửa nha. Tại vì mình thỉnh thoảng hồi trước ấy, mình đến cửa hàng này mà đến lần sau 6 giờ cái là nó đóng cửa mất, mê mất rồi. Đó, thì ok, đó là một phần. Và quay trở về vẫn là chủ đề chính của ngày hôm nay là tình hình dịch ở Tokyo nó như thế nào nhá. Thời tiết ngày hôm nay của Tokyo đúng kiểu dị luôn ấy. Lúc thì trời mưa, lúc thì trời nắng. Mọi người để ý nha, thỉnh thoảng mình vẫn thấy mấy cô mang ô đi theo nhá. Mà lúc công việc là mưa thật, mưa phát sau xong bây giờ lại nắng. Nắng xong vài xíu nữa lại mưa. Thời tiết dạo này nó ẩm ương lắm, kiểu đang thay đổi mùa thời tiết ấy. Thời tiết này cũng rất là dễ ốm luôn, mà dễ ốm thì rất là có nguy cơ bị cái gì mọi người cũng biết rồi á. Ở phía sau của mình đang là cửa hàng HM, nhưng mà cửa hàng này thôi mà. Ủa, vào bên trong cũng đông người phết đấy, đừng đùa. Yên tâm, mình không vào trong HM đâu. Mặc dù trong cửa hàng đang sale nhưng mà vào bây giờ vào mà trong vào trong HM nhạy cảm lắm, nên là thôi giải tán. Đó, thì bây giờ là nói chuyện tiếp đến dịch thì ok. Chỗ này là Shibuya đúng không? Mọi người đeo khẩu trang. Bọn mình nhìn thấy cũng tương đối là nhiều. Cũng nhiều, đeo khẩu trang nhiều, nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có một số người người ta không đeo khẩu trang. Đằng sau thì có cái xe đẹp bãi trưởng kìa. Đang mải nói chuyện hay mà gặp con xe đẹp quá ấy. Mấy con xe cổ mình khoái lắm, mình không thích mấy con xe mà kiểu xịn sò mới đâu. Mình thích mấy con xe cổ thôi. Nó lại lại nha, bây giờ nói chung là về khẩu trang ấy đó. Thì nói chung là cũng mọi người đeo khẩu trang nhiều, nhưng mà cái kiểu ở Nhật Bản này thỉnh thoảng có mấy cái người đeo khẩu trang kiểu dị lắm. Kiểu đeo khẩu trang nó cứ kiểu hở mũi ra, kiểu che mũi miệng thôi, che mũi mõm mà. Đó, nhưng mà kiểu đã đeo thì thôi, đeo chan tô cẩn thận đi. Có ông thì ông hút thuốc, ông thôi kệ mẹ, ông đéo cần đeo luôn thì không nói chuyện làm gì rồi. Hay là ông ăn uống thì ông cũng không, ông bỏ ra. Đó, thì nói chung là tầm này ra ngoài đường ấy mà thấy ông nào không đeo khẩu trang cũng kiểu mình nhìn thì mình thấy sợ, trông nhìn ngứa mắt vãi chưởng. Thật, tầm này mà ra đường không đeo khẩu trang, mình cũng là cái thằng rất là ghét đeo khẩu trang rồi. Bây giờ mình phải đeo cái này, tại vì kiểu ra đường không đeo khẩu trang mẹ sợ chết, đực sợ chết lắm. Theo những cái gì mà mình đọc được ở trên mạng internet này, cập nhật số ca nhiễm mỗi ngày ở Tokyo, Osaka ấy, thì hai thành phố này suốt ngày hơn 1.000 ca thôi.
hôm qua thì thế nào, Osaka là 1.200, còn Tokyo thì cũng là 1.050 người bị. Rồi, thấy ca nhiễm suốt ngày nó cứ tăng lên gọi là điên rồ luôn đấy, 1.000 tầm 1.000 thôi. Hồi trước ấy, trước khi mà nó lệnh khẩn cấp nó được dỡ đi thì như kiểu là gọi nó hạ xuống nói chung là ít, tầm có mấy chục ca thôi. Thế xong bắt đầu là mở ra cái, thế xong rồi là bắt đầu nó lên dã man luôn, lên Osaka lên tiểu tầm dã man luôn, lên cả 1.000 luôn. Thì các bố sợ quá bắt đầu phải kiểu lại bắt đầu đóng cửa lại. Trời ơi, cứ kiểu mở ra xong đóng lại, mở ra xong đóng lại, mà cứ mỗi lần mở ra lại lần sau ấy nó lại còn nặng hơn lần trước nữa. Thực sự là mình đợt rồi mình vừa nhìn thấy ở đợt ở Ấn Độ ấy, eo người ta chết dã man luôn mà kiểu thiêu ấy. Giờ mà ở Nhật Bản mà nó cũng toang như thế nữa thôi chắc tôi cũng đi mất đấy. Ok, nào bây giờ thì mình cũng đã đi gọi là chuẩn bị sang bên Harajuku rồi. Quá xa khỏi Shibuya đông đúc nữa rồi, chỗ này bây giờ vắng rồi. Ra cái chỗ này tự dưng cũng hiểu sao vắng ấy nhở, chỗ cái chỗ nối đường đi giữa cái chỗ Shibuya với lại Harajuku ấy bao giờ thấy cũng kiểu vắng rồi. Chỗ này là một cái chỗ trường học nhé, hồi trước này chỗ này là trường học, bây giờ chắc là học sinh cũng nghỉ nên là nó vắng đó. Thì một đại loại để kết thúc cái câu chuyện ngày hôm nay là về dịch dập như thế này ấy. Thì ở Nhật Bản thực ra thì nhà nước cũng về cái mặt chống dịch này người ta cũng cố gắng, nhưng mà thực sự là người ta cũng không thể nào nó gọi là chặt chẽ mà sát sao được như ở Việt Nam. Người ta cũng chỉ có khuyên nhủ thôi, ở đây cũng chỉ có khuyên nhủ thôi, chứ không có cái gì gọi là hơn cái sự khuyên nhủ cả. Quan trọng ấy vẫn là tự ý thức của người dân. Cái ý thức tự giác của người dân nó rất là quan trọng trong lúc này luôn. Mà mình thấy cái ý thức của người Nhật Bản bây giờ ấy nó bị xuống hơi bị nhiều rồi. Mọi người giờ hơi bị kiểu chủ quan ấy. Đó. Thì thôi cũng hy vọng là không có chuyện gì xấu tới ấy. Nhật Bản thôi, Nhật Bản này kiểu may thế nào lắm. Trông như thế không? Nhật Bản nó may kiểu may dã man luôn ấy. Bây giờ cũng là khoảng đầu tháng 5 rồi, chuẩn bị mấy tháng nữa thôi là sẽ đến Olympic. Và các bố ở Nhật Bản này, mọi người ở Nhật Bản này mà muốn tổ chức Olympic ấy, thì chắc là cũng phải, nhưng mà phải dịch thiết các thứ nhiều. Chứ còn nếu mà cứ bị dịch như thế này á, xong rồi lại cũng không có khách tới á, thì thấy mẹ kịp kỳ Olympic này nó mất giá trị, mất ý nghĩa lắm. Đó, thì chắc là bây giờ là cuối clip ngày hôm nay rồi. Nếu mà các bạn nào thấy thích cái clip này đừng quên để lại cho mình một nút like. Kể bên cạnh nút like có nút subscribe, mọi người bấm vào nút subscribe đấy. Yeah. Và xin chào và hẹn lại các bạn trong cái tập tiếp theo. Yeah. Bây giờ mình sẽ đi vòng đây chơi một xíu nữa. Ok, bye.